Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi bản tin thời sự ngày 11 tháng 3 của Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Hòa Bình. Thưa quý vị và các bạn, ngày 19 tháng 3, Ban Thường vụ huyện ủy Yên Thủy đã tổ chức tổng kết 10 năm thực hiện nghị quyết Trung ương 8 khóa 11 về chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới. Tới sự có đồng chí Nguyễn Tiến Sinh, Ủy viên Ban Thường vụ tỉnh ủy, chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra tỉnh ủy. Trong 10 năm qua, quán triệt sâu sắc nghị quyết Trung ương 8 khóa 11 về chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới, huyện ủy Yên Thủy đã chỉ đạo tổ chức mở hội nghị, quán triệt, học tập tới toàn thể cán bộ chủ chốt của huyện và 100% đảng bộ chi bộ trực thuộc với tỷ lệ cán bộ tham dự học tập đạt từ 95% đến 100%. Công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ đều hoàn thành 100% chỉ tiêu chất lượng với 1.106 thanh niên được giao cho các đơn vị. Đã cử 226 lượt cán bộ đi bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh đối tượng 2, đối tượng 3, mở 33 lớp đối tượng 4 cho 2.668 cán bộ cấp huyện và cấp xã thị trấn. Có 26 lượt xã thị trấn tổ chức diễn tập, 2 cuộc diễn tập khu vực phòng thủ huyện, qua đó góp phần nâng cao nhận thức của đảng bộ, quân và dân trong huyện về 2 nhiệm vụ chiến lược là xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Việc xây dựng khu vực phòng thủ kết hợp phát triển kinh tế với quốc phòng an ninh được coi trọng, tạo môi trường thuận lợi cho phát triển kinh tế xã hội của địa phương. Công an tỉnh Hòa Bình vừa làm việc với đoàn công tác Trung tâm Điều phối sông Mekong an toàn về kiểm soát ma túy trong công tác đấu tranh phòng chống tội phạm ma túy trên địa bàn tỉnh Hòa Bình, cùng với đại diện 5 nước gồm Campuchia, Trung Quốc, Lào, Myanmar, Thái Lan. Hòa Bình là tỉnh miền núi nằm ở cửa ngõ Tây Bắc, có tuyến quốc lộ 6A chạy qua, nối liền với thủ đô Hà Nội và các tỉnh Tây Bắc và sang Lào. Đây được xác định là tuyến đường trọng điểm về tội phạm ma túy vùng Tây Bắc. Năm 2022, tỉnh Hòa Bình đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật phòng chống ma túy với trên 1.500 buổi tuyên truyền, hơn 130.000 lượt người tham gia. Năm 2022, toàn tỉnh đã phát hiện, bắt giữ 288 vụ, 473 đối tượng phạm tội về ma túy, thu giữ 22.328,6 kg heroin, hơn 20.030 gram ma túy tổng hợp cùng nhiều tăng vật có liên quan. Tại buổi làm việc, các thành viên Trung tâm Điều phối sông Mekong an toàn về kiểm soát ma túy đã trao đổi thảo luận về phương thức hoạt động vận chuyển ma túy trên quốc lộ 6 qua địa bàn tỉnh Hòa Bình, các loại vũ khí nóng các đối tượng thường xuyên sử dụng. Qua đó, giúp cho các nước thành viên điều phối triển khai các hoạt động chung của kế hoạch hành động, tổng hợp tình hình tội phạm ma túy, kịp thời tham mưu đề xuất các giải pháp đấu tranh hiệu quả với tội phạm ma túy ở cấp độ quốc gia và khu vực. Cùng ngày, các đại biểu đã tham quan mô hình camera và chứng kiến tình huống giả định bắt đối tượng vận chuyển ma túy trên tuyến quốc lộ 6 thuộc địa phận huyện Tân Lạc, tỉnh Hòa Bình. Toàn tỉnh hiện có 168 hồ đập, bai và công trình thủy lợi hư hỏng, trong đó có 116 hồ đập chứa nước. Các hồ đập bị hư hỏng ở các hạng mục thấm qua thân và nền đập, lún nứt, sạt trượt mái dốc, xói lở thượng hạ lưu, hư hỏng, xói lở tràn hoặc tràn không đảm bảo khả năng thoát lũ, rò rỉ cống lấy nước. Trước tình hình đó, tỉnh Hòa Bình đã lồng ghép các nguồn lực thông qua các chương trình dự án, tập trung đầu tư nâng cấp, sửa chữa các công trình thủy lợi hư hỏng mang tính cấp bách. Thông qua thực hiện dự án VKB8 với 3 tiểu dự án nhỏ, đã nâng cấp sửa chữa 21 công trình thủy lợi, hồ chứa, tổng mức đầu tư trên 422 tỷ đồng. Hiện nay, các đơn vị thi công đang tập trung thiết bị máy móc để đẩy nhanh tiến độ, bảo đảm hoàn thành thi công vượt lũ, chống lũ an toàn, sớm đưa công trình vào phục vụ tưới tiêu và sinh hoạt của người dân. Theo báo cáo của Ban An toàn Giao thông tỉnh, trong tháng 2 năm 2023, lực lượng chức năng đã phát hiện và lập biên bản 1.549 trường hợp vi phạm luật giao thông đường bộ, đã tiến hành xử phạt 1.378 trường hợp, số tiền xử phạt nộp ngân sách nhà nước gần 4,5 tỷ đồng. Trong 2 tháng năm 2022, toàn tỉnh xảy ra 8 vụ tai nạn giao thông, làm chết 9 người, bị thương 7 người. So với cùng kỳ năm 2022, số vụ tăng 1 vụ, tăng 3 người chết và 2 người bị thương. Để đảm bảo trật tự an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh, Ban An toàn Giao thông tỉnh yêu cầu Ban An toàn Giao thông các huyện, thành phố và lực lượng chức năng tăng cường công tác tuyên truyền giáo dục pháp luật về trật tự an toàn giao thông, lực lượng thanh tra giao thông, cảnh sát giao thông, tăng cường công tác tuần tra kiểm soát và xử lý các trường hợp vi phạm, các lỗi có nguy cơ gây tai nạn giao thông, kiểm tra xử lý các vi phạm tải trọng, nồng độ cồn. Thưa quý vị và các bạn, dự án luật bảo hiểm xã hội sửa đổi do Bộ Lao động Thương binh và Xã hội
trình Chính phủ mới đây đưa ra đề xuất đáng chú ý là giảm số năm đóng bảo hiểm xã hội để hưởng lương hưu từ 20 xuống 15 năm. Đề xuất này nhằm tạo điều kiện cho nhiều người lao động được hưởng lương hưu, góp phần giảm thiểu tình trạng rút bảo hiểm xã hội một lần. Ghi nhận của phóng viên thời sự về nội dung này. Luật bảo hiểm xã hội hiện hành quy định người lao động đủ tuổi nghỉ hưu trong điều kiện làm việc bình thường, đóng đủ 20 năm bảo hiểm xã hội trở lên được hưởng lương hưu. Mức hưởng bằng 45% mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội và tương ứng với số năm đóng. Trong dự thảo tờ trình, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội đề xuất giảm thời gian đóng bảo hiểm xã hội tối thiểu từ 20 năm xuống 15 năm bảo hiểm xã hội. Việc này nhằm tạo cơ hội cho người tham gia bảo hiểm xã hội muộn hoặc tham gia không liên tục có thời gian đóng ngắn được hưởng lương hưu. Cụ thể, người lao động đóng bảo hiểm xã hội từ 15 năm trở lên được hưởng lương hưu khi có đủ điều kiện. Nam đủ 61 tuổi 3 tháng, nữ 56 tuổi 8 tháng, tương ứng với tuổi nghỉ hưu. Mỗi năm sau đó tuổi hưởng lương hưu tăng thêm 3 tháng với nam cho đến khi đủ 62 tuổi vào năm 2028 và thêm 4 tháng với nữ cho đến khi đủ 60 tuổi vào năm 2035. Trong nhà tôi là 4 người, các con tôi là 2 và hai dâu nữa là 4, là con trai không muốn mua nhưng mà con râu nó vận động. Nó bảo là anh chỉ cần bỏ ra một cái chút tiền như là nuôi một đứa con, lúc về già là được hưởng cái chế độ bảo hiểm ấy, rất là tốt. Bây giờ từ 20 năm người ta lại giảm cho 5 năm, có phải là quá tốt không ạ? Việc rút ngắn xuống 15 năm là điều kiện thuận lợi cho người lao động, giúp mở rộng đối tượng được thụ hưởng lương hưu, đồng thời có thể góp phần giảm thiểu tình trạng rút bảo hiểm xã hội một lần. Lý do là nhiều người khi không đủ điều kiện hưởng hưu trí phải rời khỏi hệ thống bằng cách rút bảo hiểm xã hội một lần. Bên cạnh đó cũng có một số ý kiến băn khoăn về độ tuổi bắt đầu hưởng lương hưu. Nếu như mà giảm cái thời gian đấy đóng xuống thì kể cả cho những người lao động mà tuổi đã cao cũng là một cái mà họ được hưởng chế độ quyền lợi của họ khi tham gia đóng bảo hiểm. Còn đối với các bạn lao động khác thì họ có thể ngoài cái việc mà họ được có cái chế độ nghỉ sớm, nghỉ hưu sớm đó thì các bạn ấy có thể tìm kiếm những công việc phù hợp hơn với cái lứa tuổi của mình. Đối với nam là 62 và nữ là 60 thì cái điều kiện để đáp ứng cái đảm bảo cho người lao động mà còn có sự nhanh nhẹn hoạt bát hoặc là những cái đáp ứng yêu cầu của người lao động sẽ không còn chất lượng được tốt nữa đối với độ tuổi như hiện tại là 55 đối với nữ và 60 đối với nam. Dự án luật bảo hiểm xã hội sửa đổi dự kiến trình Quốc hội cho ý kiến lần đầu tại kỳ họp thứ 6 diễn ra vào tháng 10 năm 2023, thông qua vào kỳ họp thứ 7 tháng 5 năm 2024 và có hiệu lực từ ngày 1 tháng 1 năm 2025. Từ nay đến thời điểm được thông qua, hy vọng sự thảo luật sẽ được tiếp thu và hoàn thiện, sửa đổi nhằm đảm bảo quyền lợi người lao động cũng như hướng quỹ bảo hiểm xã hội tới phát triển bền vững. Thưa quý vị và các bạn, khi thời tiết vẫn còn vương chút lạnh của mưa xuân, đó cũng là lúc hoa xưa bắt đầu nở trắng những góc phố. Không nồng nàn như hoa sữa, cũng chẳng ngát hương như hoa lan. Hoa xưa có hương thơm thoang thoảng và màu trắng tinh khôi, thơ mộng, khiến nhiều người cảm thấy khó quên. Trong phần cuối của bản tin thời sự hôm nay, mời quý vị và các bạn cùng đến với màu trắng tinh khiết của hoa xưa trong những ngày cuối xuân. Mỗi độ tháng 3 về, khi tiết trời miền Bắc còn lất phất mưa xuân, trên những cành cây xưa, rong ròng, mảnh mai bung ra những đốm vàng li ti, báo hiệu mùa hoa xưa sắp về. Hoa xưa thường mọc thành từng chùm nhỏ, nụ hoa bung ra từng vạt, nhuộm trắng cả cành. Và có lẽ chẳng có gì tuyệt vời hơn khi được ngắm nhìn những cánh xưa nhẹ nhẹ rơi như những bông tuyết của mùa xuân li ti ngập tràn các con phố nhỏ. Cánh hoa phủ đầy những vỉa hè như một tấm thảm trắng xinh. Cái hoa xưa này nó cũng sẽ nở một thời gian ngắn thôi, thì nhân cái thời tiết tháng 3 đẹp, em cũng muốn lưu giữ lại những cái hình ảnh của cái bông hoa xưa này. Và em cũng rất là mong muốn là ở tỉnh Hòa Bình chúng ta thì cũng sẽ có một cái phố mà trồng cái hoa xưa này, tại vì cái hoa này rất là đẹp. Giữa tiết trời rét lạnh của những ngày cuối tháng 3, cả một không gian hòa cùng sắc hương nhẹ nhẹ của hoa xưa, bên cạnh nhịp sống hối hả thường ngày. Sự dịu dàng của loài hoa xưa đã để lại ấn tượng và nhiều cảm xúc đặc biệt trong lòng mỗi người. Khi hoa xưa nở rộ, cũng chính là thời điểm mọi người đến để ghi lại cho mình những khoảnh khắc đẹp nhất
lãng mạn nhất bên những gốc xưa mỗi lúc giao mùa. Rất là vui và cũng giống như bao nhiêu người là chúng tôi rất là phấn khởi khi mà mỗi một năm thì hoa xưa sẽ chỉ nở vào dịp tháng 3. Và với cái tiết trời ấm áp như thế này thì chúng tôi cũng muốn là lên để chụp những cái bức hình lưu lại những cái kỷ niệm và những cái khoảnh khắc và của tiết trời mùa xuân, với mong muốn là chị em chúng tôi trong những ngày tháng 3 luôn tươi, vui, trẻ, xinh và luôn có nhiều năng lượng. Không rực đỏ như phượng phĩ, không nổi bật như tím bằng lăng, cũng không ngạt ngào mùi hương như hoa sữa. Hoa xưa lưu lại trong tâm trí những người yêu hoa một nét rất riêng. Thời gian nở của hoa xưa rất ngắn, chỉ kéo dài trong một vài tuần. Thế nhưng sắc trắng của hoa xưa mỗi khi nở rộ khiến bao người phải ngẩn ngơ, ngỡ ngàng với vẻ đẹp mộng mơ, tinh khôi mà chúng tạo nên. Hiệu quả của nguồn vốn quỹ hỗ trợ nông dân ở huyện Kim Bôi. Chi tiết về nội dung này sẽ được đề cập trong chương trình thời sự 19 giờ 45 phút tối hôm nay. Mời quý vị và các bạn chú ý đón xem. Những thông tin vừa rồi đã kết thúc bản tin thời sự hôm nay của Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Hòa Bình. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi. Tiếp ngay sau đây như thường lệ sẽ là bản tin dự báo thời tiết ngày hôm nay. Dự báo thời tiết tỉnh Hòa Bình. Khu vực thành phố Hòa Bình nhiều mây không mưa, ngày có lúc hửng nắng, nhiệt độ từ 18 đến 29 độ. Khu vực phía Nam tỉnh nhiều mây không mưa, ngày có lúc hửng nắng, nhiệt độ từ 18 đến 29 độ. Khu vực phía Tây tỉnh nhiều mây không mưa, ngày có lúc hửng nắng, nhiệt độ từ 18 đến 28 độ.